Dạ vâng, xin gửi chào toàn thể chị và anh chị nhé. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay thì em xin giới thiệu chị một tác phẩm của Bình Phú Quý chiên rượu của Nhung Hương với chiều cao 30, đường kính em lên tới 28 chị nhé. Vâng, chị cùng ngắm em bông hoa lu đang nở rất là rộ, rất là đẹp tuyệt vời ạ. Vâng, tác phẩm này thì em sẽ giao lưu với chị mức giá là 11.500.000 đồng, bao phí vận chuyển 63 tỉnh thành cho anh chị nhé. Bác nào ưng ý chốt tác phẩm có thể liên hệ em vào số online 0944812986 để chốt tác phẩm anh chị nhé. Và xin kết thúc buổi quay video buổi chiều nay. Và hẹn chị bạn buổi video tiếp theo chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ạ.